Nói rồi Tùng chạy xuống bếp lấy nước gừng ấm cho Hà uống. Anh nhớ lời ngủ lại, nếu bị đau do ăn đồ ăn không vệ sinh thì pha nước gừng nóng uống là đỡ. Em phải biết là những việc phục vụ cho bản thân như vệ sinh cá nhân, học hành để mình chủ động và để bố mẹ đỡ vất vả. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi ạ. À, từ nay em sẽ tự mình đã cắt bỏ mà không cần nghe mẹ giải thích nữa. Nói rồi, Hà dậy xuất sách sách vở, cặp, gọn gàng. Vừa lúc đấy, mẹ về nhà. À, mẹ đã về. Mẹ ơi, em Hà mới bị đau bụng, con vừa pha nước gừng ấm cho em Hà uống đấy mẹ. Tiểu phẩm của chúng em đến đây là hết. Các bạn ơi, tự chăm sóc mình và phục vụ bản thân là một kỹ năng sống rất quan trọng mà chúng ta phải rèn luyện hàng ngày để trở thành một người trưởng thành và hoàn thiện hơn. Các bạn ơi, chúng mình cùng nhau rèn luyện nhé. Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô cùng các bạn luôn mạnh khỏe để có một tuần làm việc và học tập thật tốt ạ. À.